Kênh Giải Trí Tổng Hợp xin thân mến chào bà con nông dân nha. Thì trong suốt thời gian vừa qua có nhiều bà con nông dân là đang trồng dừa đó, trồng dừa còn nhỏ và bà con dưới 1 năm tuổi á, thì hỏi kênh là bón phân gì và chăm sóc cây dừa ra sao để cho bà con áp dụng phát triển ở vườn dừa của mình. Thì chắc bà con chưa có xem những video trước đây mà kênh đã hai từng quay và chia sẻ đó. Thì kênh cũng đã làm rõ nhiều video rồi, nhưng mà bà con chắc chưa xem, nhờ ngày hôm nay thì kênh sẵn hệ thống nói lại luôn cho bà con biết luôn. Thì bà con muốn trồng loại dừa gì mà có phân gì nó là tùy theo bà con nha. Nhưng mà riêng đặc biệt ở với Tiền Giang á, người dân Tiền Giang mà trồng dừa mã lai với sim xanh lùng á, là đặc biệt là mã lai, thì bà con nông dân người ta là dưới 1 năm tuổi á, thì bón theo cái cách như thế này là phân DAP á bà con. DAP á, thì DAP bà con nhớ là sau khi chúng ta trồng dừa xuống khoảng 15 ngày rồi đó, chúng ta mua 3 kg phân DAP, chúng ta ngâm trong cái thùng bi 20 lít nước nha. Cái thùng B cũng được, cái thùng B mà sân nhà mình á, cái thùng 20 lít á, chúng ta ngâm 3 kg phân DAP, chúng ta ngâm 2 ngày 2 đêm. Sau đó phân nó hòa tan, chúng ta lấy cái cây chúng ta quậy ra. Xong bây giờ dừa chúng ta mà trồng nửa tháng rồi chúng ta hạ tưới, chứ đừng có tưới sớm nha bà con, nửa tháng hạ tưới nha, tại vì trồng nửa tháng cái rễ nó chưa có ra lắm, ra dài đâu. Cho nên bà con sử dụng là một cái thùng vậy, chúng ta múc là ba chén mà ăn cơm á, ba chén phân đó. Một là chúng ta quậy chúng ta tưới, hai là chúng ta tưới trực tiếp dưới gốc luôn. Nhưng mà bà con nhớ là tưới dưới gốc nha, tưới dưới đất á, tưới dưới đất xung quanh cái gốc á, cách cái gốc ra khoảng chừng 5-7 cm, đừng có tưới lên cái đọt cái nó, đừng có tưới trên lá luôn. Chúng ta tưới dưới gốc xung quanh. Chúng ta tưới bằng cái thùng dồi, thùng nước cũng được, hoặc chúng ta tưới trực tiếp phân đi đó rồi chúng ta xả lại cũng được. Đó là cách thứ nhất, là nửa tháng chúng ta tưới một lần. Bà con cứ duy trì cái nửa tháng tưới, nghĩa là một tháng chúng ta tưới 2 lần. Tưới suốt mùa thu vậy nha bà con. Tưới tới dừa 1 năm. 1 năm là chúng ta tưới theo cái phác đồ là một cái thùng bê 20 lít là 3 kg phân DAP. Còn trong quá trình á, bà con mình nói đang đề tưới phân rồi xong ha, giờ quá trình chúng ta trồng á, thì dừa còn nhỏ bà con trồng xuống á, thì bà con nhớ là đừng có bón phân hữu cơ gì ở dưới đây, chúng ta cũng khỏi tưới phân hóa học rồi ba cái phân vi sinh đó, ba chúng ta khỏi bà con, tại vì dừa còn nhỏ nó không có cần những loại phân đó đâu, mà tưới ba phân để tốn tiền mất công nữa, mà dừa nó sinh ra bệnh nữa. Bà con để ý là khi mình trồng dừa rồi mình tưới phân dưới rồi, còn ở trên á, bà con theo dõi dừa mới trồng nó có bị trái lá, đốm lá, vàng lá không đó, chúng ta theo dõi trên lá, nếu mà lá xanh tốt như thế này là quá tuyệt vời rồi, là nó không có bệnh. Thứ hai nữa, bà con theo dõi dưới gốc của mình, những cái yếm, những cái bẹ mút ở dưới á, nó có trắng trắng là nấm không, nó có nấm không, nấm trắng á, khi mà nấm trắng hoặc khuẩn nhiều quá thì nó sẽ bám ở dưới cái bẹ, nhìn thấy cái màu trắng trắng á bà con, màu trắng trắng ở dưới cái yếm cái dừa, thì lúc đó bà con chỉ mua thuốc phun thôi, phun nấm khuẩn. Khi mà nấm khuẩn nó nhiều quá nó sẽ tấn công lên yếm, rồi tấn công lên lá, rồi nó gây trái lá, đốm lá, vàng lá dừa của chúng ta. Và cái tiếp theo nữa bà con cũng để ý là ở dưới những cái yếm này nè, những cái yếm thân dừa nè, hoặc ở trên lá dừa, những cái bẹ dưới đây nó có bị rịp sáp không, chúng ta phải giặt lên chúng ta coi. Rồi mà nếu có là chúng ta phải xịt phun ngăn chặn liền, chứ để nó bị gây trái lá, đốm lá, vàng lá luôn. Nấm khuẩn với chú tệ dưới rịp sáp nó rất là độc của bà con. Thì nếu mà có cái bị sự cố đó thì bà con mua thuốc là Ridimilgon với Somet nha, hai loại này thôi. Ridimilgon với Somet bà con phun cho nấm khuẩn. Còn nếu không có rịp sáp thì chúng ta khỏi xịt. Đa số dừa còn nhỏ thì bị nấm khuẩn rất là nhiều, cho nên bà con là sử dụng là thằng Ridimilgon với Somet, hai này bà con xịt thôi. Dưới bà con bón phân DAP nửa tháng bón một lần, tưới một lần á. Trên nếu cái trái lá, đốm lá, vàng lá hoặc không có thì chúng ta mua hai này chúng ta ngừa cũng được, nấm khuẩn Ridimilgon với Somet, là cây dừa chúng ta lúc nào cũng xanh cũng như thế này hết. Ở bên cạnh đó chúng ta có thể là dừa khoảng 2-3 tháng trở đi á, người ta bà con mới nhớ là đi kiểm tra coi có mấy con bọ cánh cứng nó có tấn công không, nó có đục lỗ không, nó có làm có bùi nhồi á, đục lỗ thì dễ bị đuôn vô tấn công làm hư cô hủ, nó chết cái cây, thì cái đọt nó sẽ khô mà những cái bẹ này còn xanh. Cái đó là cái triệu chứng mấy con bọ cánh cứng nó đục vô hư cái đọt nha bà con. Đó những cái đặc điểm mà con lưu ý phải nhớ. Cái thứ nhất là bón phân DAP. Cái thứ hai
là chúng ta coi có nấm khuẩn không, có điệp sáp không. Cái thứ ba là chúng ta xem có bọ cánh cứng tấn công vô cây dừa chúng ta không. Đó, chúng ta tham quan cây dừa chúng ta kiểm tra như vậy. Còn ngoài ra thì cây dừa chúng ta không có bệnh cái gì hết đó bà con, ít cái nào có bệnh gì hết đó, đa số là chỉ bị những nguyên nhân đó thôi. Cho nên bà con phải thường xuyên theo dõi cây dừa của mình. Nhớ là cách bón phân là DB nha bà con, là một thùng B 20 lít ngâm 3 kg phân. Đó, năm đầu tiên dành cho cây dừa 1 tuổi nha. Cây dừa 1 tuổi. Còn dừa trên 1 năm tuổi thì kênh sẽ chia sẻ cho bà con những cái clip tiếp theo là chăm sóc cây dừa từ 1 năm tuổi tới có lưỡi mèo. Kênh sẽ ra một video nữa cho bà con đón xem luôn. Còn năm đầu tiên thì bà con cứ nhớ chỉ bao nhiêu đó thôi. Một, dưới bón phân. Hai là chúng ta vệ sinh xem coi có bọ cánh cứng đục không. Ba nữa là coi có nấm khuẩn không và điệp sáp không. Vậy là hết nha bà con, nó không có gì phức tạp. Bên cạnh đó bà con cứ vừa mới trồng thì chúng ta cứ thỉnh thoảng người ta tưới nước thường xuyên cho cái rễ nó mau phát triển. Chứ dừa này bà con trồng bà con khỏi cái xịt dưỡng rễ gì đó bà con, nó xuống đất rồi nó ra tự nhiên. Chúng ta cứ tưới phân DAP thôi. Cái quy trình mà tưới phân DAP là làm cho dừa chúng ta nó phát triển cực kỳ luôn, tại nó có đạm với lân, hai loại đó sẽ hỗ trợ cây dừa lúc còn nhỏ rất là tốt. Còn chúng ta giờ mua NPK 20-15 bón thì nó phí lắm, nó cũng không có hiệu quả bằng DAP đâu. Cho nên bà con nghiên cứu để bà con chăm sóc cho nó đúng bài bản nha. Đó là kênh chia sẻ vài nét cho bà con để bà con nắm. Nó cho nên bà con theo dõi cái dừa của mình, nếu mà nó xanh như vậy là cực kỳ tốt nha bà con. Nó xanh, lá nó không có tì vết, nó không có bị một cái sâu bệnh là nó xâm nhập. Cây dừa chúng ta rất là sạch. Đó, mình nhìn cây dừa mà nó lá nó xanh mướt như vậy là quá cực kỳ tốt rồi nè. Và sau đó chúng ta nhớ là tưới phân, bón phân DAP cho cây dừa của mình. Bà con nhớ hai cái loại thuốc mà thường thường mình hay chia sẻ đó, hai thằng này trị nấm khuẩn rất là hay. Bà con nghiên cứu bà con phun nha. Đó là Rodinugol. Thằng này chuyên về trị nấm á bà con, nấm cực hay luôn. Một cái bịch này là bà con xịt là cái bình 16 lít là chúng ta xịt hai bình. Rodinugol là bịch xịt hai bình nha bà con, bình 16 lít. Còn này là Somet. Somet là một bịch là xịt một bình 16 lít. Thằng này là chuyên gì diệt khuẩn. Đó, thằng nấm thằng khuẩn. Dừa thì bà con chỉ cần hai thằng này thôi. Còn có đuông bọ thì bọ cánh cứng với đuông á thì bà con có thể là treo siêu gon. Treo siêu gon hoặc chúng ta phát hiện dừa còn nhỏ thì chúng ta ngăn chặn liền. Siêu gon với mới hột á, thường thường kênh hay chia sẻ cái cách treo siêu gon với mới hột á, bà con có tham khảo để chúng ta áp dụng bảo vệ cây dừa của mình. Tại trồng cây dừa nó cực khổ lắm bà con. Kênh vẫn biết để bà con chúng ta quan tâm, chúng ta chăm sóc. Cây dừa ở tuổi còn nhỏ là bà con thấy nó phát triển rất là tự nhiên. Nó chỉ cần phân DAP và hấp thu dinh dưỡng dưới đất là được rồi. Còn ở trên này chúng ta coi nó có bị cháy lá, đốm lá, vàng lá không thì chúng ta phun. Còn mà nếu không bị thì chúng ta cũng phun Rodimigon với Somet đó để chúng ta ngừa bệnh cháy lá, đốm lá, vàng lá. Tại cây dừa ở lúc giai đoạn nhỏ này cái lá nó rất là nhạy cảm. Nó bị nấm khuẩn, rồi bị riệp sáp, rồi nó bị xương muối đâu cũng được, là nó dễ gây cháy lá lắm. Mà bị cháy lá nhiều á bà con là nó bị thối và nhũng cái đọt dừa mình luôn. Nè, nó thối nó nhũng đọt dừa là nó hư cái đọt này nè, là cây dừa mình sẽ chết luôn các bà con. Cho nên mình tránh cái hiện tượng cháy lá, đốm lá, vàng lá cho cây dừa mình là được rồi. Còn dưới gốc thì bà con cứ bón phân theo cái chu kỳ nửa tháng một lần. Cái cách bón là 3 kg DAP ngâm trong cái thùng B 20 lít nước nha bà con. 20 lít nước, sau đó chúng ta tưới một cốc 3 chén thôi. Rồi sau đó chúng ta xả lại. Bà con nhớ là không được tưới phân DAP ở trên cái đọt, trên cái lá dừa nha bà con. Chúng ta không được tưới ở trên mà chúng ta phải tưới ở dưới gốc. Chúng ta tưới xung quanh ở dưới gốc. Nghĩa là cách tưới cách cái cây ra khoảng chừng một tấc cũng được. Chúng ta tưới xung quanh cái gốc này nè, tránh cái gốc ra, không tưới trên lá luôn. Sau đó chúng ta có thể là tưới nước nó lại, hoặc là chúng ta tưới bằng cái thùng dồi á, cái thùng mình tưới á, mình pha 3 chén đó mình tưới một vòng gốc. Rồi vậy là xong. Chứ nửa tháng tưới một lần, bà con ghi cái lịch, cẩu cái đầu nằm cái giỏng của mình hàng ngày đó để chúng ta nhớ. Thì dừa nó rất là dễ trồng bà con, cho nên bà con cũng đừng có hoang mang hay là mới thấy sự cố gì bà con hoang mang, nó không có cái gì hết á. Dừa còn nhỏ bà con cứ theo dõi như vậy được rồi. Còn kênh đã nói rồi, kênh sẽ hứa làm một video tiếp theo là chăm sóc cây dừa từ 1 năm tuổi tới có lưỡi mèo.
giai đoạn đó thì nó có thêm nhiều cái nữa cho bà con chú ý luôn. Cái giai đoạn này thì nó ít có bệnh gì lắm, chủ yếu là bệnh trái lá, đốm lá, vàng lá. Đó, chia sẻ cho bà con để bà con tham khảo, bà con biết nha. Và chúng ta có cái cách để chúng ta chăm sóc, và chúng ta mua phân DAP để chúng ta tưới. Phân DAP thì hiện tại toàn quốc chỗ nào cũng có bán đó bà con. Chúng ta mua đó về chúng ta áp dụng nha. Chúng ta đừng có tưới ba cái phân NPK chỉ mất công nó phí, hoặc là phân vi sinh, phân cá, phân thực vật tùm lum, tốn tiền nữa. Vậy là bà con cứ làm theo cái cách của kênh đi. Để bảo đảm bà con á, thì một bà con tưới phân đó một năm trời thôi là cái dừa của bà con nhìn ta nghĩ tưởng đâu là một năm rưỡi hai năm á bà con, và nó cực kỳ là có trái luôn. Nếu mà dừa mới lai khoảng 17-18 tháng là nó có trái liền, như những cái loại dừa cây này bà con 17-18 tháng là bảo đảm có lưới mèo nè, tốt cực kỳ tốt luôn, thấy không? Ở đây người ta sử dụng cái phát đồ tưới phân DAP và ngừa vàng lá trái lá. Rồi kênh cũng đã chia sẻ cho bà con cái ý kiến bà con đã đóng góp nha. Ngày hôm nay kênh cũng đã làm video để mà video để cho bà con tham khảo. Rồi kênh cũng chúc bà con áp dụng theo cái giải pháp này. Cái gì mà bà con chưa biết, chưa hiểu á, bà con cứ trực tiếp điện cho kênh. Kênh sẵn lòng, sẵn sàng giúp đỡ để cho chia sẻ bà con có một cây dừa, một cái vườn dừa ưng ý theo cái cách của mình. Rồi kênh cũng xin trân trọng kính chào ạ. Kính chúc bà con và gia đình nhiều sức khỏe.